rất là nhiều những nhánh khô nhỏ nhỏ luôn. Cái nhà có ai đó không mở cửa không bụi dưới nhánh này đang nằm trên nóc nhà luôn, bên dưới khá là nhiều dây điện luôn, rất là nhiều luôn. Có ông bác ở trên đó. Nhánh bàn này rất là dài luôn. Trong còn cái xuống vô. Rồi.
Cần xi măng rớt xuống nghe tiếng ghê thiệt. Trời mưa lâm râm à. Bye bye.
Anh Tùng sẽ cuột hai nhánh nãy giờ cưa cái đọt phần mài đó, kéo về bên chùa lại. Kéo lên nó tá hù nên quay góc rộng luôn. Thank you.
Đây. Bye.